Trước khi xem video, anh em hãy like và đăng ký để cho Ad có động lực ra video nhanh hơn. Cảm ơn anh em. Tôi và Cường Hói đã đến một ngôi làng không người, có vẻ như nó đã bị bỏ hoang. Chúng ta đến rồi, đi xem xung quanh có ai không. Liệu ngôi làng này có giống như tin đồn, tôi phải đi kiểm chứng. Ngôi làng đã bị bùng phát một loại bệnh dịch gì đó rất là đáng sợ. Cái xe lần trước đã bị con gấu phá hủy, lần này chỉ có thể lái một chiếc xe nhỏ đi. Nhìn kia, bên kia là một ngôi làng nhỏ. Không thể vào bên trong được, bởi vì rất kỳ lạ. Chờ đã, không thể đi được nữa. Cây cầu dẫn đến thị trấn đã bị ngăn chặn. Có vẻ như mọi chuyện dần trở nên khó khăn rồi. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Mọi chuyện này rất là kỳ lạ. Cả xe cũng hết xăng rồi. Gần đây có một ngôi làng bỏ hoang. Tối nay chúng ta sẽ ngủ tại đó. Không phải anh vừa nói ngôi làng này kỳ lạ sao? Đúng vậy, nhưng vì không còn cách nào khác. Thế là tôi và gã đầu trọc đã đi vào ngôi làng. Nó đã bị bỏ hoang. Chúng ta đến rồi, đi xem xung quanh có ai không. Liệu ngôi làng này có giống như tin đồn, tôi phải đi kiểm chứng. Nghe nói rằng đã bùng phát một loại bệnh dịch, mọi người rời đi hết. Dù sao, tin đồn cũng chỉ là tin đồn, đừng quan tâm quá nhiều. Đúng là không có ai cả, chúng ta qua nhà khác xem sao. Hay là chúng ta đi thôi, nơi này thật là kỳ lạ. Đây là cái gì? Này nhóc, nhìn xem ta vừa nhặt được cái gì này. Nó nói rằng ngôi làng đã bùng phát bệnh dịch và mọi người chạy trốn, không còn một ai sống sót. Nếu như bạn mà bước vào ngôi làng này, thì bạn cần phải tuân thủ những quy tắc sau. Quy tắc thứ nhất, không có ai sống trong ngôi làng này. Quy tắc số 2, đừng bao giờ ra ngoài lúc 12 giờ đêm. Quy tắc số 3, nếu như bạn nghe tiếng có trẻ con khóc, tuyệt đối đừng quan tâm, vì làng này không có người. Quy tắc số 4, nếu ai đó gõ cửa nhà bạn vào ban đêm, tuyệt đối đừng mở cửa. Quy tắc số 5, đừng tin vào bạn đồng hành của mình. Quy tắc số 6, muốn ra khỏi đây thì bạn phải trừ khử đồng đội. Hãy ghi nhớ các quy tắc đó. Cái quái gì vậy? Đó chỉ là một trò đùa thôi phải không? Đi thôi, trời sắp tối rồi, đến giờ phải đi ngủ. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, còn cậu đi tìm phòng khác mà ngủ. Tôi không đồng ý, ở đây rất kỳ lạ, tôi muốn ngủ với anh. Biến đi, tôi không muốn ngủ với đàn ông đâu. Xem ra, tôi chỉ còn cách là tìm một phòng khác và ngủ một mình. Ngôi nhà kế bên này trống, tôi sẽ ở đây. Ôi trời đất ơi, Cường ca mau cứu tôi với, Cường ca mau cứu tôi. Cường ca, cái nhà kia, cái nhà. Cường Hói ngủ như chết vậy, chả quan tâm gì tôi cả. Này, đầu chọc. Cái quái gì thế? Tôi vừa nhìn thấy một bộ xương trong nhà bên cạnh. Một bộ xương đã làm cậu sợ như thế này sao? Được rồi, mau đưa tôi đi xem nào. Chỉ là một bộ xương thôi mà làm cho cậu sợ chết khiếp. Không phải, vấn đề là đây là một ngôi làng không người. Đột nhiên nhìn thấy một bộ xương nên tôi mới cảm thấy sợ. Cứ ném xuống nước là được rồi. Được rồi, mọi chuyện đã xong, tôi sẽ về phòng ngủ tiếp. Tiếng gì thế? Hình như là tiếng khóc của một đứa trẻ. Tôi sẽ ra ngoài xem thử. Chờ đã, quy tắc nói nơi đây là làng không người, nửa đêm không được mở cửa. Nếu ra ngoài lúc nửa đêm, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Tôi sẽ không ra nữa. Tốt nhất bây giờ là nên đi ngủ cho khỏe. Ai thế? Là tôi, Cường Hói đây. Mau mở cửa cho tôi. Cậu nhóc, mau mở cửa ra cho tôi. Tại sao Cường Hói lại gõ cửa nhà tôi? Theo quy tắc, chỉ cần có người gõ cửa thì không thể mở. Đầu chọc, anh mau về phòng đi. Mở cửa nhanh lên, con quái vật đang muốn bắt tôi. Không, đừng mà. Xin lỗi, đầu chọc, tôi không thể phá bỏ quy tắc. Đầu chọc biết rõ quy tắc mà vẫn dám ra ngoài sao? Chắc chắn đó là giả mạo. Mặc kệ, tôi đi ngủ trước. Trời đã sáng rồi sao? Đêm qua thật là đáng sợ. Bây giờ bên ngoài không còn nguy hiểm nữa. Đi qua xem gã đầu chọc thế nào, chắc chắn anh ta còn sống. Đầu chọc, anh không sao chứ? Tôi ổn mà, chả sao cả. Cậu nói tối qua tôi gõ cửa nhà cậu sao? Tôi đã nhìn thấy, quái vật đã kéo ông đi mất rồi. Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Mau trở về lấy ba lô của cậu đi. Đợi một chút. Chạy gì mà nhanh vậy hả? Chờ đã, sao chúng ta lại quay trở lại chỗ cũ? Thật sự không ra khỏi ngôi làng này được sao? Cậu hỏi tôi thì tôi cũng bó tay. Chẳng lẽ là gặp phải quỷ đả tường sao? Đi thôi, chúng ta thử lại một lần nữa. Lần này tin tưởng ta tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Cường ca, anh nhìn phía sau kìa. Cái gì? Không thể nào, sao lại quay lại chứ? Không thể ra khỏi làng, chúng ta sẽ chết đói mất. Bây giờ tôi cũng không còn cách nào. Vậy anh sẽ không giết tôi chứ? Quy tắc có nói như vậy mà. Yên tâm đi,
Tôi sẽ không bao giờ làm gì cậu. Tôi tin vào tính cách của Cường ca. Được rồi, tạm thời tôi sẽ tin anh Cường hói. Cậu cứ tin tôi đi, cách ra ngoài chỉ có một cái. Cách ra ngoài duy nhất là trừ khử bạn đồng hành. Chẳng lẽ tôi thực sự phải ra tay với đầu chọc sao? Đầu chọc, anh làm gì vậy hả? Chỉ có một cách duy nhất thôi, nhóc con, mau dừng lại. Đừng mà, tôi còn chưa có bạn gái, chưa có con mà. Mau đứng lại, cái thằng nhóc kia. Hết đường rồi nhóc, đừng cố chạy vô ích nữa, đứng lại, chỉ sụp một phát thôi là xong rồi mà, đừng có nhảy. Người vẫn còn muốn chạy nữa sao? Nà đi. Muốn bắt tôi sao? Phải tu thêm 200 năm nữa. Thằng nhóc, mau đứng lại. Đừng chạy, chỉ sụp một cái thôi, không đau lắm đâu. Đừng chạy nữa. Muốn bắt tôi sao? Đừng có mơ. Này, Cường hói, anh không sao chứ? Dậy đi, mau thức dậy đi. Không dậy là tôi cho anh đằng suất đấy. Cái tình huống vừa rồi là sao thế? Cường hói như vậy mà không đăng xuất. Anh dùng vật tổ trường sinh sao? Đúng vậy. Quy tắc nói là phải hy sinh người đồng hành của bạn. Tôi vừa đăng xuất rồi. Bây giờ hãy ra khỏi đây thôi. Chúng ta đi đâu thế? Tôi cũng không biết nữa. Ra khỏi đây trước đã. Tôi định cho cậu đăng xuất để mà rời khỏi đây. Giờ cậu nợ tôi một vật tổ trường sinh. Nhớ phải trả đấy. Có gấu. Mau chạy đi. Cả hai con gấu đã phát điên rồi. Nhanh lên, chúng ta về nhà trốn trước. Tại sao đột nhiên gấu đại và gấu hai lại phát điên? Nhanh lên, mau chạy vào trong nhà với tôi. Chuyện này thực sự đáng sợ. Đừng có phá cửa nhà của tôi. Tôi đoán rằng họ đã bị nhiễm một thứ gì đó nên mới trở nên mất kiểm soát như vậy. Đó là xe của tôi. Nó muốn làm gì vậy chứ? Vãi trưởng, xe của tôi. Thế là chấm hết rồi đúng không? Cái xe yêu quý của tôi. Chuyện này không thể tha thứ được. Tôi nhất định sẽ khiến mấy con gấu đó phải trả giá. Ngày mai chúng ta đi điều tra xem chuyện gì đang xảy ra. Cứ như vậy đi xuống, sớm muộn gì cũng bị bọn chúng ăn thịt. Trời đã sáng rồi sao? Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ, có thể sẽ phải chiến đấu với những con gấu. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận khi bước chân vào trong khu rừng. Không có gì nguy hiểm cả, hai con gấu đã rời đi rồi. Vậy thì được, an toàn thì tôi mới dám bước ra ngoài. Tôi suy đoán họ đã ăn phải một loại nấm độc nào đó mới trở nên hung dữ và mất kiểm soát như vậy. Tôi cũng không rõ, chỉ có thể vào rừng để tìm hiểu. Tìm cả nửa ngày rồi mà chả thấy cái gì cả, có phải là vấn đề do nguồn nước không? Này, cái quái gì thế? Thêm một chút nữa, cho hai con gấu phát điên mọi lúc, đợi tao uống xong đã. Kia là tay sai của con khỉ Gigi, bọn chúng làm gì vậy? Mau dừng lại. Hóa ra là gã đầu chọc hói. Gigi, chúng ta mau đi thôi. Muốn chạy sao? Mau đuổi theo chúng. Khỉ thật, mau dừng lại ngay, hai cái con khỉ kia. Mau đứng lại, hai con khỉ xấu xa các người. Đừng có chạy nữa, nà đi. Tại sao bọn chúng biến mất rồi? Đúng thật là kỳ lạ mà, lại để bọn chúng trốn thoát. Nguồn nước ở đây đã bị ô nhiễm rồi, ngược lại có thể mang một chút về nghiên cứu xem sao. Có lẽ chúng ta có thể tìm ra nguồn gốc của mọi chuyện. Cũng may mà chúng ta không gặp mấy con gấu cho đó. Này, cái tiếng quái gì thế? Gấu đại, gấu hai, mau ăn thịt chúng. Nhanh lên, mau dùng hết tốc độ chạy về nhà. Cậu hãy bảo vệ cánh cửa. Tôi sẽ đi tìm vũ khí bí mật của mình. Nhanh lên nhé, tôi sắp tè ra quần mất rồi. Tôi nhớ là nó được giấu trong cái hộp này mà. Đầu chọc, mau nhanh lên, ông tìm gì mà lâu thế? Thấy rồi, đây là vinh quang của người đốn gỗ giỏi nhất. Giờ báo thù cuối cùng cũng đã đến. Danh dự của người đốn gỗ giỏi nhất có ích gì chứ? Vậy cậu hãy nhìn xem. Còn gấu hai kia, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày. Sau hôm nay, sẽ không còn gấu trong khu rừng này nữa. Chúng mày có giỏi thì cứ xông hết lên đây. Muốn chạy sao? Đâu có dễ như thế. Đầu chọc,
trông anh thật là ngầu quá đi.